À, nhạc cụ Trần Liêm xin kính chào tất cả mọi người. Đây là phía bên trong của cây đàn Yamaha BR-900. Mặc dù là được đã sản xuất rất là lâu, từ khoảng 2009-2010, nhưng mà mọi người thấy ông bo mạch rất là ok nha. À, mọi người thấy. Còn rất là sáng bóng, sáng rõ. Và hầu như là nó linh kiện nó còn rất là y nguyên luôn mọi người. Mấy dây cáp vẫn còn là nguyên giáp nguyên không nha. Chỉ có mạch phím á, mạch phím mọi người thấy nè, để mình lấy cho mọi người xem. Đây, mạch phím của nó này nó rất là sét ha. Do quá trình sử dụng mấy cái cọng dây nó bị oxy hóa cả nhà. Và đối với mình, những cái thứ này là mình sẽ vứt đi, mình không bao giờ mình bán cho khách nha. Mình sẽ thay vô. Máy này mình quất nè. Và mình sẽ thay vô toàn là những cái loại mạch mới 100% cho mọi người luôn. Hoặc là những mạch mà còn rất là đẹp chứ không, nó không bao giờ mà bị trường hợp bị sét như vậy nha cả nhà. Đó, mọi người thấy không? Mình thay mạch mới cho mọi người 100% luôn để mọi người đánh nó không bị liệt phím. Đó. Mạch rất là mới. Mọi người sẽ so sánh với cái mạch cũ hồi nãy nha. Đây. Đây là hai loại mạch. Mọi người thấy không, người ta chấm hàng, người ta cạo ra, cạo xét rất là nhiều. Bên mình là thay cho mọi người mạch mới để đảm bảo cho mọi người là xài vô tư. Đây mình đã thay cho mọi người một cái dải mạch mới nữa, vậy giờ tính mình tiếp tục lắp cái thanh dài vô nè mọi người. Đảm bảo cho mọi người xài an tâm. Mọi người thấy không, máy móc rất là mới nha. Tháo ra kiểm tra sạch sẽ hết luôn luôn. Rồi mới ấy cho mọi người. Đây. Đây là mình gia cố lại cái cạnh cho nó chắc chắn nè, nó không bị nứt nữa nè. Mọi người thấy không? Làm rất là kỹ, công đoạn bên mình làm rất là nhiều công đoạn mới bán cho mọi người một cây đàn. Mà có nhiều anh chị em vô nói đàn đàn sao mắc thế, thì mắc nó cũng phải có cái giá của cái mắc đúng không mọi người? Những cái mạch này nè, có ai đâu mà dám cho mọi người mà thay cho mọi người mới 100% đâu. Bên mình chấp nhận mình thay cho mọi người, mình lấy mọi người cao hơn vài trăm ngàn, nhưng mà đổi lại thì mọi người xài chất lượng và mọi người không phải tốn thêm bất kỳ cái chi phí sửa nào sau này nữa. Rồi mình sẽ tiến hành mình lắp lại nha cả nhà.